Xin chào các bạn, hôm nay Miss Tiên Tửu sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở chai rượu này bằng công cụ Waiter's Corkscrew này nhá. Bước 1, giữ yên chai rượu vàng. Bước 2, dùng lưỡi dao cắt xung quanh viền dưới của chai rượu. Như vậy, khi rót ra, rượu sẽ không bị chạm vào vỏ chai và vị rượu sẽ không bị ảnh hưởng. Bước 3, để đồ xoáy ở trung tâm nút chai và vặn xuống cho tới khi chỉ còn một xoáy ở trên cùng. Bước 4, để ngón trỏ và đòn bẩy phía trên và ghi vào miệng chai, tay còn lại kéo nút bấc lên trên. Bước 5, dùng đòn bẩy ở nấc thứ hai và làm tương tự như bước trước. Khi nút được nới lỏng, dùng tay nhẹ nhàng tháo nút bấc ra. Khi rót rượu, các bạn lưu ý nên cách trên miệng ly một khoảng để tránh tiếp xúc trực tiếp với ly. Và sau khi rót một lượng vừa đủ, bạn nên xoay chai, lấy khăn để thấm rượu khi cần thiết. Và cuối cùng, hãy thưởng thức ly vang này cùng với Miss Tiên Tửu nhé.